Sáng ngày 18 tháng 7, Trung tâm Chính trị Quyện Phú khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2023. Tham gia lớp học có 28 đảng viên mới đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quyện, các xã thị trấn. Trong thời gian 9 ngày, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mark Lenin cho tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ sau chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người ở việt nam quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, xây dựng đảng về đạo đức, xây dựng văn hóa của người An Giang theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, phân đấu, sang luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Minh Thuận, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị quỹ ở Phú nhấn mạnh, việc bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, kiên định mục tiêu lý tưởng là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng. Với nghĩa đó, Giám đốc Trung tâm Chính trị quyền yêu cầu các học viên tích cực trong học tập, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học để đạt được kết quả cao nhất trong học tập. Từ đó làm cơ sở cho các học viên vận dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị công tác.